Mến chào quý vị, Phương Thùy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Vị thế Việt Nam đã thay đổi. Biết tin Biden sắp thăm Việt Nam, Trung Quốc làm điều này chưa từng có để lấy lòng. Các bạn thân mến, trải qua hàng nghìn năm dựng nước, cho đến nay Việt Nam đã ngày càng nâng tầm vị thế và phát triển vượt bậc về mọi mặt. Một Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu đã nhường chỗ cho Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ. Một Việt Nam hội nhập và là trung tâm chú ý của cộng đồng thế giới. Nhiều quốc gia muốn bắt tay với Việt Nam chúng ta nên đã tích cực tấn công, thể hiện nhiều động thái giúp đỡ, hỗ trợ. Mới đây nhất là lời ngỏ ý muốn thăm Việt Nam của Tổng thống Biden và hành động mở cửa thị trường của Trung Quốc ngay sau đó. Liệu nước này có đang muốn dằn mặt Mỹ về tầm quan trọng của Bắc Kinh với Hà Nội nên mới vội vàng hành động như vậy? Hay thực sự Mỹ và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam? Ta hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu câu chuyện ngay trong video ngày hôm nay nhé! Cụ thể, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 tại New York hôm vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ mong muốn đến thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp, dự kiến là vào cuối tháng 11 năm nay. Cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam ngay từ khi ông còn là nghệ sĩ, luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước Mỹ-Việt. Tuy nhiên, ngay sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào đầu tháng 11 vừa qua, có vẻ như kế hoạch đến Việt Nam đang được đẩy lên sớm nhất có thể. Trước thông tin này từ Mỹ, Trung Quốc cũng tỏ ra rất lo ngại. Nước này đã ban hành gấp rút nhiều chính sách chưa từng có để hỗ trợ Việt Nam trong các công tác xuất nhập khẩu hàng hóa. Đầu tiên là động thái thúc đẩy mở cửa thị trường ở mức độ cao sau khoảng thời gian dài đóng cửa vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Công ty chứng khoán BSC cho rằng điều này có thể giúp cải thiện một phần tình trạng tăng trưởng xuất nhập khẩu đang chậm dần của Việt Nam, đồng thời giúp gia tăng tốc độ hồi phục của ngành du lịch lữ hành cho năm 2022 và 2023. Thống kê của ngành hải quan cho thấy, trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có quan hệ ngoại thương, thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Một trong những dấu mốc quan trọng đó là năm 2018, Trung Quốc trở thành đối tác đầu tiên đạt quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ đô la Mỹ một năm. Đến nay mới có hai thị trường đạt quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ đô la một năm là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn duy trì con số trên 100 tỷ đô la Mỹ một năm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng là thị trường nhập khẩu đầu tiên của Việt Nam đạt kim ngạch 100 tỷ đô la một năm là vào năm 2021. Những mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc có thể kể đến là các nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, rau củ, quả, thực phẩm, hàng tiêu dùng. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm nông sản nhiệt đới, thủy sản, dệt may, điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử. Theo Bộ Công Thương, một số nhóm mặt hàng như thủy sản, trái cây, cà phê của Việt Nam đều nằm trong top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất vào Trung Quốc. Nhiều mặt hàng như cá tra, cá ba sa, cá mực, quả thanh long, quả vải, hạt điều đều chiếm thị trường gần như tuyệt đối về khối lượng cũng như kim ngạch nhập khẩu. Điều đó cho thấy nhiều sản phẩm và ngành hàng của Việt Nam có thế mạnh khi tham gia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Xét trong giai đoạn 2017-2021, Việt Nam duy trì mức nhập siêu lớn với giá trị ngày càng gia tăng. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung bình là 17,5%, trong khi xuất khẩu chỉ tăng trưởng 12,3%. Theo BFC, nguyên nhân của hiện tượng này là do xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất công nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tiếp theo sau đó là 2 năm Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid và đóng cửa biên giới. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc và Việt Nam đã suy giảm rõ rệt bởi lượng hàng hóa giao thương bị hạn chế. Cho đến đầu tháng 11 này, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẽ duy trì chính sách mở cửa nền kinh tế nước này. Ông nói thêm, Trung Quốc sẽ phối hợp với tất cả các nước và các bên để chia sẻ cơ hội tại thị trường rộng lớn của mình. Đồng thời, Trung Quốc sẽ tăng cường nỗ lực nhằm tạo ra một thị trường nội địa vững mạnh, tăng thương mại hàng hóa, phát triển các cơ chế mới cho thương mại trong lĩnh vực dịch vụ và tăng nhập khẩu sản phẩm chất lượng cao. Một vài điều chỉnh cũng được Trung Quốc thực hiện trong những tuần gần đây với các chính sách liên quan đến COVID-19. Nếu như trước đó Bắc Kinh rất nghiêm ngặt và kiên quyết không cho các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, thì hiện tại một số sân bay và nhà ga tàu cao tốc cũng đã không còn yêu cầu hành khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 có hiệu lực trong vòng 48 giờ nữa. Tuy nhiên, họ vẫn cần xuất trình bằng chứng cho rằng họ đã tránh xa mọi khu vực tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm.
Mặc dù việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phong tỏa là rất khó với Trung Quốc, nhưng những động thái điều chỉnh trên đã cho thấy nỗ lực đáng kể hết khả năng của mình để hỗ trợ Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc mới đây cũng đồng thời khẳng định quan hệ Việt-Trung gắn bó keo sơn. Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, và Trung Quốc cũng đồng thời là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Bởi vai trò và vị thế quan trọng này hoàn toàn dễ hiểu khi Trung Quốc đã thực sự vội vàng nới lỏng thị trường. Ngay khi nghe phong phanh thông tin Tổng thống Biden sang thăm Việt Nam, bồn chồn lo lắng hơn bao giờ hết, không biết ông Biden đến với Việt Nam với mục đích gì. Liệu rằng sau cuộc gặp gỡ với Mỹ, Việt Nam có còn tiếp tục yêu mến và coi trọng Trung Quốc nữa hay không? Trung Quốc có còn ở vị thế hàng đầu trong lòng Việt Nam hay Mỹ sẽ là nước thay thế? Nói về quan hệ Việt-Mỹ để lý giải cho tâm lý của Trung Quốc thì đây là sự dây kết nối bền chặt giữa một nước đang được chú ý trong khu vực cùng một ông lớn có tiếng trên thế giới. 25 năm sau khi thiết lập mối quan hệ song phương vào năm 1995, Mỹ và Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy với tình hữu nghị dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, góp phần đảm bảo an ninh quốc tế, tham gia các quan hệ thương mại mà hai bên cùng có lợi và tôn trọng nhân quyền, pháp quyền. Các cuộc đối thoại về lao động, an ninh, năng lượng, khoa học, công nghệ thường xuyên được tổ chức. Nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật đang được hai quốc gia phối hợp thực hiện. Cũng kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương Mỹ-Việt có hiệu lực vào năm 2001, hoạt động thương mại giữa hai quốc gia và đầu tư của Mỹ và Việt Nam đã tăng trưởng vượt bậc. Mỹ và Việt Nam đã ký kết một hiệp định về thương mại và đầu tư cũng như các hiệp định về dệt may, vận tải hàng không, hải quan, hàng hải. Hiện Mỹ đã xuất khẩu sang Việt Nam máy móc, máy tính, đồ điện tử, sợi vải, nông sản và các loại xe. Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam đồ may mặc, giày dép, nội thất, giường tủ, nông sản, hải sản và điện. Nhờ vậy, dòng chảy hàng hóa giữa hai nước lưu thông mạnh mẽ, khiến kim ngạch xuất nhập khẩu đạt được những con số ấn tượng. Thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng trưởng từ 451 triệu đô vào năm 1995 lên hơn 90 tỷ đô la vào năm 2020, tức là gấp gần 200 lần. Kim ngạch xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và kim ngạch nhập khẩu cùng năm đạt 79,6 tỷ đô. Kết quả này là minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, cho thấy tầm quan trọng và đặc biệt là vị thế của Mỹ đối với Việt Nam cũng như của Việt Nam đối với Mỹ. Gần đây nhất, trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Kistenbrink đã nhấn mạnh về cam kết của Mỹ đối với Việt Nam rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ. Mỹ rất quan tâm và chú trọng vào sự thành công của Việt Nam với niềm tin rằng Mỹ sẽ an ninh và thịnh vượng hơn khi những đối tác của Mỹ thành công. Khẳng định Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương của Mỹ. Ông này cũng cho biết đối tác toàn diện hai quốc gia đang vững mạnh hơn bao giờ hết. Ở Washington DC có rất nhiều người mong đợi tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đóng vai trò trọng yếu này. Chưa kể năm sau sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Mỹ mong sẽ hợp tác với các đối tác, bạn bè ở Việt Nam để nâng mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Cuối cùng, ông bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ-Việt sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác để có thể nắm bắt được những cơ hội chung, cùng giải quyết những thách thức chung. Chưa biết sau rất nhiều động thái tấn công dồn dập từ phía Mỹ và Trung Quốc, quốc gia nào sẽ giành được vị trí hàng đầu trong lòng Việt Nam. Dẫu cho có ai thì một điều chắc chắn rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã cho chúng ta thấy chiến lược ngoại giao khéo léo, tài tình để ngày càng nâng tầm Việt Nam trên bản đồ thế giới. Từ một quốc gia lạc hậu, nghèo đói, giờ đây đã vươn lên hội nhập, trở thành trung tâm trong khu vực và khiến bạn bè thế giới phải chú ý. Các quốc gia khác càng tấn công thì Việt Nam sẽ càng nhận về được nhiều lợi thế khi được hỗ trợ, giúp đỡ, cam kết lâu dài. Ví dụ, khi Trung Quốc mở cửa thì nền kinh tế sẽ giúp Việt Nam được hưởng lợi một số ngành như tiêu dùng, hàng không, thủy sản, chi phí vận chuyển từ kho ra cửa khẩu giảm. Vấn đề tắc nghẽn tại các cảng của Trung Quốc được giải quyết. Nhiều doanh nghiệp có đóng góp từ doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phục hồi đáng kể khi các nhóm nông sản như lúa, gạo được phục hồi xuất khẩu. Các đường bay quốc tế mở cửa trở lại để phục vụ hành khách sẽ tăng doanh thu bởi có khách du lịch đến từ Trung Quốc chiếm tới 32% sản lượng khách du lịch quốc tế. Và đặc biệt, ngành thủy sản, nhất là ngành cá tra của Việt Nam cũng sẽ có những biến chuyển tích cực khi Trung Quốc luôn thuộc nhóm thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất. Việc tiêu dùng bị thắt chặt trong gần 3 năm dịch khiến nhu cầu bị kìm chế khi tồn kho ở mức thấp.
Do đó, thúc đẩy mở cửa thị trường mức độ cao sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ cá tra tăng cao, giúp cả ngành cá tra tăng trưởng. Trên đây chỉ là một vài lợi ích nhỏ mà Việt Nam có được nhờ các chính sách lôi kéo tấn công từ Trung Quốc mà thôi. Trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ nhận được nhiều ảnh hưởng tích cực hơn từ bạn bè trên toàn cầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.